sau chiến dịch nhá hàng dài hơi, For Territory 2023 mới đã chính thức ra mắt khách Việt vào ngày 10 tháng 10 vừa qua. For Territory sẽ là dòng sản phẩm mới tại phân khúc CUV hạng C với những mẫu xe tên tuổi như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sorento hay Honda CRV. 1. Giá bán hấp dẫn. For Territory phân phối tại thị trường Việt Nam 3 phiên bản, đi cùng mức giá đề xuất từ 822 đến 935 triệu nhờ đó giúp mẫu xe thuộc thương hiệu Ford có lợi thế về giá, dễ tiếp cận nhất phân khúc CUV hạng C. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Hyundai Tucson giá 825 triệu đến 1 tỷ lẻ 30 triệu, Kia Sorter giá 899 triệu đến 1 tỷ lẻ 99 triệu, Honda CRV giá 998 triệu đến 1 tỷ 138 triệu, và Mazda CX-5 giá 839 triệu đến 1 tỷ lẻ 59 triệu đều có giá cao hơn hẳn so với Ford Territory 2023. Bên cạnh đó, khoảng giá xe Ford Territory 2023 hiện cũng không chênh lệch nhiều với những mẫu CUV hạng B thuộc diện đắt nhất như Toyota Corolla Cross, giá 746 đến 936 triệu, Honda HR-V giá 826 đến 871 triệu, Mazda CX-30 giá 849 đến 909 triệu. 2. Thiết kế trung tính, trẻ trung. Nếu các đối thủ như Hyundai Tucson hay Kia Sorter sở hữu thiết kế sắc cạnh, hầm hố, thì ngoại hình xe Territory lại có phần trung tính hơn. Sự trẻ trung và hiện đại của mẫu xe này cũng được thể hiện rõ qua cụm đèn định vị ban ngày đặt cao, cụm đèn pha led đặt thấp. Đây đang là kiểu thiết kế rất thịnh hành hiện nay. Trong khi đó, mặt ca lăng được thiết kế dạng lục giác với với họa tiết lưới mặt cáo màu đen, góp phần giúp chiếc xe trở nên năng động hơn. Nếu so với những cái tên quen thuộc trên thị trường của Ford như bán tải Ranger hay SUV Everest, thì Territory có thiết kế khác biệt theo hướng mềm mại hơn. Nội thất thực dụng, nhiều tiện nghi. Là mẫu CUV dành cho gia đình nên không gian nội thất của Territory hướng đến sự thực dụng. Khi so sánh với những đối thủ lớn nhất là Hyundai Tucson hay Mazda CX-5, xe đều nhỉnh hơn với kích thước. Cách bố trí cabin cũng khá gọn gàng, đơn giản. Nổi bật ở trung tâm bảng táp lo chính là cụ màn hình kép 12 in bản cao cấp nhất. Khu vực phía trước được thiết kế hướng về phía người lái theo kiểu bất đối xứng đi kèm màn hình giải trí hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Một số tiện nghi đáng chú ý khác trên Ford Territory như ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế trước tích hợp làm mát. Bên cạnh đó, trên tất cả các phiên bản đều có nội thất bọc da, riêng bản đắt nhất sẽ có chất liệu bọc cao cấp hơn. Đi cùng cốp sau dung tích 448 lít hợp với nhu cầu gia đình. Động cơ tiết kiệm nhiên liệu Tương tự Honda CRV, Ford Territory hiện chỉ có duy nhất loại động cơ tăng áp 1.5 lít, công nghệ EcoBoost tăng áp. Động cơ này cho công suất 160 mã lực, đi kèm hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt, dẫn động cầu trước và 4 chế độ lái. So với các đối thủ còn lại trong phân khúc, Ford Territory tùy chọn động cơ hơn. Bên cạnh đó, mức hiệu suất cũng không quá ấn tượng so với các biến thể tương đương về dung tích động cơ, như Kia Slaughter 1.6 lít hay Hyundai Tucson 1.6 lít. Xong, đánh giá Territory 2023 thực tế cho thấy khối động cơ này ở mức đủ dùng xe cho cảm giác lái thú vị theo đúng bản sắc của xe Ford. Mọi thao tác đánh lái, đạp ga, đạp phanh đều cho cảm giác tốt hơn một chút so với các mẫu xe cùng tầm giá. Bên cạnh đó, việc trang bị động cơ EcoBoost chứa danh cũng giúp Ford Territory cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu gần như hàng đầu phân khúc. Ở điều kiện đường đô thị là 8 lít 6 cho 100 km ngoài đô thị là 6 lít 1 và đường hỗn hợp là 7 lít. 3. Đa dạng công nghệ an toàn Ford Territory 2023 tại Việt Nam được trang bị khá nhiều công nghệ an toàn như Gói hỗ trợ lái tiên tiến Ford Copilot 360 Trong đó nổi bật với hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù làn đường, giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng và cả đèn pha tự động Ngoài ra, mẫu CUV hạng C này còn có thêm kiểm soát áp suất lốp, hỗ trợ đỗ xe tự động, camera 360 độ và 6 túi khí Những tính năng này khá giống với mẫu xe đàn anh Everest thế hệ mới và có phần vượt trội hơn so với các đối thủ. Đánh giá sơ bộ xe Ford Territory cho thấy, mẫu xe này hoàn toàn có những lợi thế vượt trội về thiết kế, nội thất thực dụng đi kèm nhiều tính năng công nghệ thông minh và tiết kiệm nhiên liệu. Chưa kể, giá thành phải chăng cũng là yếu tố hứa hẹn giúp Ford Territory có thể cạnh tranh với những đối thủ lớn.